xin chào các bạn, mình là Phúc Phan TV đây. Thì mấy bữa nay bệnh đoàn mới hết, nói chung là mới khỏe được một tí à. Hôm qua nay không có quay clip cho các bạn xem nữa. Nguyên ngày hôm qua, ngày 29 tháng 4 á, trời ở miền Nam á, nó lâm dâm, mưa lâm dâm nguyên một ngày luôn. Nguyên một ngày hôm qua đóng lại, không có cho cá ăn luôn. Nói chung là cái tháng mưa này đó các bạn, cá mình nó dễ bị bệnh lắm bạn. Nói chung là ai cái chỗ nào nó cũng vậy thôi à. Nhưng mà cách xử lý như sao thì chắc mọi người cũng biết rồi, nuôi cá cũng mình có kiến thức cơ bản rồi. Đó là chuyện bình thường nha các bạn. Nguyên một ngày hôm qua là không có chăm cá luôn, nay trời chuyển mưa nữa các bạn. Rồi hồi sáng này da dở lên, đầu là cho nó ăn, hên nó cũng có bình thường. Cũng có nói chung là cũng phát hiện ra một bầy bị nước nó dơ các bạn. Dơ nó bị do nước mưa nó vô á. Nó là đợt nhưng mình phát hiện sớm thì dán sáng thì ra xử lý xong rồi. Đây là bầy rồng tím. Nói chung là rồng tím mà bạn nhìn nó đẹp không? Rồng tím thường nha các bạn, giá thì 25k một cặp. Nói chung là số lượng bầy rồng tím mình cũng sắp hết rồi, còn có một ít à. Hôm nay mình sẽ ghép đẻ cái bầy rồng tím này các bạn. Rồi hôm nay mình tách chống mái ra. Hôm nay mình sẽ lấy cái lồng bự cho nó vô chung, cho nó đẻ luôn các bạn. Cho nó sinh sản luôn. Cá thì mấy cá mái thì nó chà bá nè. Bằng ống út á, chống thì đây nè. Bây giờ lô cũng vậy luôn bạn, 25k. Ai mà lấy trên 6 cặp là ship này nha. Ship đi mọi miền đất nước luôn. Đây cá con nó nằm đi quá trời. Bỏ HP Destro các bạn. 25k quá đẹp luôn, cá đang âm bầu. HP Destro đợt này nó là hết các bạn, lên ai tranh thủ mua thì còn, chậm tay thì hết nha. Ở trong cá con nhiều. Bữa anh chứa hôm nay lên cá con quá trời đó anh thấy không? Đó, quá trời cá con luôn. Nhiều bèo quá, vớt bỏ bớt mà, quá trời. Bèo nhiều quá không tốt mà, nó không có oxy nha. Bỏ bớt. Được, thấy không? Quá trời. Đây là đâm bô nè. Đâm bô 25k nè các bạn. Cá này hơn 2 tháng rưỡi. Đây là đâm bô chấm các bạn. Thì cá sau 2 tháng rưỡi, cá mái đang âm bầu, đang lên tay à. Bữa nay mình sẽ ghép chống mái luôn cái bầy này luôn nha các bạn. Nói chung là bữa nay mình ghép bầy đâm bô với bầy rồng tím cho nó đẻ. Anh em nào mua thì mình chia lại, giá chỉ có 25 cành thôi. Cá trống đó anh em thấy vậy đó. Thì những cái clip mà mình quay lên đây á, những cái clip mình quay lên YouTube á, thì cá làm sao là nó y chang vậy đó các bạn. Thì cái lồng này hổng là mình chứa hai cái lồng nhỏ, mà hai cái lồng nhỏ này thì tách chống mái riêng. Bữa nay là mình cho vô cái lồng bự nha các bạn, lồng chà bá luôn nè. Lồng này nó bằng gấp đôi cái lồng này nè. Hãy dòm lại một cái lồng trước các bạn. Vỗ luôn. Cá mình rất nhiều. Rồi. Xong rồi đó. Giờ là cho cái ấy còn dướng lên con. Vô là đặt luôn. Cá con ở dưới này nhóc ở dưới kìa. Không? Em thấy lòi chưa? Giờ nhét cái lồng bự vô. Không phá dở môi trường sinh thái của nó các bạn. Y cha. Nè. Một đống luôn. Chứ mình không có gì ngoài cá các bạn. Dạ. Dạ đi. Thì cái bầy này là mái nhiều hơn trống, tại do hả mình bữa mình có nói vậy đó, là lúc mình mua về mình vận chuyển ấy, bị trống nó bị bể bạch chết, giờ còn mái nhiều. Rồi xong, thế là xong một cái lồng đẻ ấy. 25k một cặp nha. Anh em cứ mua thì cứ inbox liên hệ mình, số điện thoại mình ghi phần mô tả hoặc phần bình luận. Thì cứ nhắn tin mình có ăn coi clip như sao là nó vậy. Các bạn nhắn tin mình thì cái mình giá 25k là cái mình chuyển cái số tài khoản, mình chuyển tiền vô là mình lên đơn mình ship cá thôi các bạn thôi. Lên dí máy liền luôn rồi thấy không? Ok. Ghép bầy rồng tím này vô rồi. Cá thì nó vô là nó vô nó đẻ liền các bạn. Nói chung là những con cá mái nó cũng có thể có ôm bầu rồi. Bây giờ mình bỏ chung vô nó dí, trời dí đã thiệt chứ. Còn bầy đâm bô cũng tới tháng cho nó sinh sản các bạn. Thì bữa mình thả trống này mà mình ngu quá, mình quên bỏ vô cái lồng, nên bây giờ phải luyện hết mấy cái bèo này nè, dọn hết mấy cái bèo này mình mới vớt mấy tìm mấy con trống bạn. Ba cái bèo này nói chung là nhiều quá không tốt, như mình đã nói vậy đó, nó dính rồi không. Ba cái rong này nè dính nhiều quá, con cá nó lội, nhiều khi nó vô luôn, nó dính luôn. Liền vô cái sọt đi.
rồi sau khi mình dọn ba cái mèo ra, nhìn lại mấy con cá này nó bự chà bá luôn các bạn. Bữa mình tách ra đây mình nhớ này mới ba tuần trước nhỏ xíu à, bữa nay nó chằng rằng này nè, lấy vợt vớt nó lại mới được. Ê, bữa quên bỏ vô lòng giờ là phải khổ nè, phải tìm nó nè. Đó đó, nó nhảy ra, không phải dễ vớt nó đâu. Nè các bạn thấy không, lưng nó sáng quắc luôn, thấy chưa, 25k đẹp không em? Mình thấy hơi bị đẹp luôn nha, tại con cá này là con cá mình làm ra từ nhỏ tới lớn nhưng mình bán rẻ cho anh em chơi. Sau khi mình vớt mấy con cá chấm ra đây thì mình sẵn mình dọn ba cái bèo về luôn, thì sẵn mình hút cặn luôn nha các bạn. Đây là sau khi mình hút cặn xong rồi nè, thì cái mình cho cái lồng vô các bạn, lồng này thì 30-40, cái rong này thì mình để vô ngoài kia, mình cho mấy cá con nó có lợn có da thì nó trốn. Vừa thả mấy con chấm lại cái hồ của nó, tại vì cái nước này là nước của nó, môi trường sống của nó, thì mình trả lại cho nó luôn, thì mình ghép cái hồ này các bạn. Bây giờ là bắt đầu mình xử lý mấy con cá mái nè, thì mấy con cá mái nó qua bên đây là môi trường mới, nước mới, thì hồ cá mái này cá là nó rất là nhiều luôn, cái sau này lên trống ít quá, cá mái nó ôm bụng hết rồi. Thì bây giờ mình trước khi mình cho nó qua bên cái hồ bên kia là mình phải lấy cái nước này qua bển các bạn, cái khe là cái khe 7 lít, đổ vô cái hồ bên đây đó, vậy là lát mình khỏi cần phải ngâm nước của mấy con cá mái. Tháng mưa này mình không nên đổ đầy quá nha, đổ đầy quá biết sao, nước mưa nó vô á nó sẽ chèn cá mà nó sẽ ra ngoài, thì mình sẽ múc miếng nước vớt cá mái các bạn. Giờ là phải dọn dẹp mấy cái rong này ra nè, dính quá trời rong, bỏ ít thôi các bạn, bỏ nhiều quá là nó đóng rong như thế này nè, rồi các bạn biết sao nó rất là dơ. Vớt hết cái hồ cá mái nha, nói chung là mình vệ sinh mà sẵn vệ sinh luôn để mình làm cái hồ mới lại để mua mình bắt cá mới. Hồ đây là cá mái nè, đây là mấy con mái nè, Dumbo rất tai thường nhưng mà rất là đẹp các bạn, trống mình lên cái tai xanh, mình thấy trống trống con to tai xanh nè. Tháng 2,5 bắt đầu cái này là mình cho ghép đẻ rồi nha, khoảng chừng tháng sau nữa là mấy con này đẻ đẻ tiếp, lạc hoàng cái là hết ngày lễ của mình luôn bạn. Giờ là cũng là chiều rồi, mình nói lại là hiện tại là mình có rất là nhiều giọt cá, nhưng mà chủ yếu là mình bán cái giọt giá rẻ cho anh em mới tập chơi trước, xong rồi từ từ là mình sẽ nâng cấp lên. Cũng như lúc đầu mình đã nói thì hiện tại mình có những cái giọt giá 25.000 ở đây nè. Đầu tiên khách từ quay không có đuôi màu vàng như mình, màu đen nó tự như thằng full gold nè các bạn, nhưng mà nó nuôi con này nuôi thì không kém cái nền các bạn, nuôi nó nhìn nó chàng hội trung tâm cũng đẹp lắm các bạn, nuôi top view hay nuôi hồng kinh vẫn là đẹp, thì có 25.000 một cặp nha các bạn, cá 2,5 tháng cá đang sinh sản, mua về là nó sinh sản luôn nha các bạn. Hai là cái dòng HP Retro, thì cái dòng HP Retro này cũng 25.000 các bạn, cá nói chung là cũng đầu bằng đầu đũa đó, cá chống mái đều chống thì cũng rất là đẹp, cũng là 25.000 luôn. Thì mình bán đợt này còn ít nữa là xong là hết luôn rồi nha các bạn. Nếu các bạn ai mua chưa mua thì tranh thủ mua, chứ để chờ là các bạn không được sở hữu những cá đẹp như thế này nữa không. Ba là cái dòng Dumbo Delta các bạn. Thì đây là cá mái, nó có cá mái nhỏ với cá mái lớn lộn xộn, hồi nãy mình mới xúc hồ á. Thì mấy con trống mình các bạn mua cũng giá 25.000. Mình sẽ lựa những con mà lên tay đưa cho các bạn. Những con nó còn kia nó còn nhỏ thì chưa có tuổi bán các bạn. Những con mà sáng lưng á, mấy con đó là bán được rồi, cá mái thì nó ôm bầu rồi. Bốn là rồng tím các bạn, thì mấy con rồng tím thì sai cũng đang cá sinh sản luôn, mình nhốt ở đây nhưng mà trong ở ngoài đây nè cá con chắc là nhiều, thì cá này là cũng 25k luôn bạn, giá đồng giá 25k. Thì rồng tím bạn nhìn là bạn nuôi top view á, nhìn lên rất là đẹp bạn, nó xanh xanh tím tím rồi đó, ở trên nó có lớp vitilis nó cách trắng trắng nhìn rất là sướng. Cái màu tím là màu tím mộng mơ các bạn.
cá bảy màu tím. Coi cái hồ phun gon coi chia cho anh em được chưa? Phun gon thì lên vàng nè, đã không? Chưa các bạn ơi, cá này còn tơ lắm, tháng tháng nữa mới bán được nè. Tại mình có bốn dòng đó, còn mấy dòng kia thì nó hơi cao cấp hơn tí thì mình không có quay lên các bạn. Trước mắt thì mình quay những cái dòng cá bình thường cho anh em chơi thôi, 25.000 anh em tập nuôi lại nó cũng chết, anh em cũng không có tiếc nữa. Thì ai muốn mua cá thì cứ nhắn tin hoặc inbox cho mình ở dưới số điện thoại mình để dưới phần mô tả video, hoặc mình ghi ở phần bình luận. Đây là cái bài view coi sọt hay mình quyết định luôn bạn, bán cái bài view coi sọt luôn, bán là mình bán view một bài không xa lẻ nha. Nguyên bài view coi sọt này được khoảng 9 con máy nha các bạn, 9 con máy rồi mấy con trống là có 3 con máy ri bông tại bờ bớm kinh si. Ở ba con đó thì đẻ ra bảy con quy coi sọt của mình hợp đó, mình bắt về một tuần nó đẻ liền à. Thì cái bài này nói chung là nay nó cũng tháng mấy rồi, nó cũng sắp đẻ các bạn. Size này size cối các bạn, size bự bằng ngón cái của các bạn luôn. Thì bài này mình muốn đi ra đi cũng giá 500.000 luôn nha các bạn. Nói chung là ba con tai bơ bớm, các bạn thấy con tai bơ bớm không, như con đầu đỏ đó đó, con đầu đỏ đó đỏ xanh xanh là cái con đó là nó đẻ ra bài là lấy lợi vốn các bạn. Nên mình nuôi lâu quá anh thấy không đẻ, nay là cũng gần một tháng hơn rồi mà nó chưa đẻ, mình chán. Con của nó đẻ đặc đậu này, nó bự vậy nè, đây nè con của nó nè. Thì bữa hai bầy thì nó chết hết một bầy rồi, nó chết hết một bầy không có lên đầu rồi, còn cái bầy này là lên đầu nè. Thì một bầy này cũng được đâu 50 cặp các bạn, nhưng mà bầy này mình không có bán, mình để mình nuôi mình chơi luôn, không rất là đẹp luôn đó. Thì anh em mà muốn lấy bầy này thì cứ inbox sớm cho mình. Cái bầy này là mình để lại 500 luôn cho anh em luôn nha, để lại vốn cho anh em luôn á. Đây mình lấy được bầy cá con rồi, mình tính là mình tính cái bài này nè, mình lấy thêm bài cá con nữa mình mới bán, nhưng mà như giờ nó hết duyên mình. Thì hôm nay lễ 30/4 thì anh em đi chơi, nói chung là cứ anh em cứ yên tâm đi chơi đi, cá nhà nó nhịn đói được 4-5 ngày bình thường về mình cho nó ăn không sao đâu các bạn. Thì mình đây hôm qua nguyên ngày hôm qua trời mưa ngày 29 ở nguyên miền Nam mình nó ui không biết cho hiện tại bây giờ như vậy nè, vừa ngay nguyên ngày qua nó mưa nguyên ngày, mình không có cho nó ăn luôn, mình cũng không có dỡ thùng lên luôn, mình đậy nắp lại về hoài vậy luôn á. Rồi sáng này ra mới cho nó ăn, tại sáng này có nắng nè mới ra cho nó ăn. Thì nói chung là chúc anh em một buổi lễ 30/4 một năm thật ấm áp vui vẻ bên gia đình, đi chơi ăn nhậu nói chung là đừng có sai quá là được rồi. Mình thường mình mỗi năm thì mình lễ đầu là mình cũng nhậu nhẹt các bạn. Giờ, từ lúc mình nuôi mấy con cá mình tới mà mình bớt nhậu đã bạn, tại dành thời gian cho cá nhiều hơn, mình không có thời gian mình đi nhậu nữa các bạn. Nói chung là cũng nuôi cá là cũng mình rèn luyện cái tính mà la cà ở quán đi, tối ngày là cứ về lo mấy con cá, mình đi nhậu cá nào cũng có dán về lo cho mấy con cá các bạn. Thì video của mình tới đây là tạm kết thúc, và mong các bạn thấy hay thì cho mình một like, đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình để mình có động lực sản xuất thêm nhiều video hay hấp dẫn cho các bạn xem. Nói chung là mình mới hết bệnh bạn nên cũng hơi mệt. Tạm biệt các bạn nha.